VAC là viết tắt của hệ thống sản xuất gì ở nước ta? Van Anti-Cheat, hệ thống tự động và được thiết kế để nhận diện phần mềm gian lận trên máy tính của người dùng. VAC là viết tắt của mô hình sản xuất gì ở nước ta? Sinh hóa tổng hợp, công nghiệp tổng hợp, điện máy tổng hợp hay là nông nghiệp tổng hợp? Xin mời em. Đều có chữ tổng hợp. Thuật ngữ này chị em chưa từng nghe ạ. Mấu chốt thì có thể là cái chữ V. Có lẽ là em sẽ tự bản thân em sẽ loại được phương án ở D và A. D và A. Sinh hóa hoặc là nông nghiệp. Vâng. Câu này khá là ngắn nên em có thể là sẽ dùng sự trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân ạ. Gọi điện thoại cho người thân. Em sẽ gọi điện cho ai? Em sẽ gọi điện cho bạn Nguyễn Thanh Hà. Bạn Thanh Hà. Vâng. Chúng tôi sẽ bắt được kết nối điện thoại với bạn Hà. Rồi, còn tí nữa rồi. Dạ alo ạ. Alo, xin chào bạn Hà. Dạ vâng, em chào anh ạ. Bạn Hà, tôi là Dũng, đang gọi cho bạn ở chương trình là Triệu Phú ạ. Vâng ạ. Vâng, tôi đang ngồi với bạn Phúc và bạn Phúc đang gặp một câu hỏi khó khăn của chương trình, quyết định nhờ bạn Hà trợ giúp. Bạn Hà sẵn sàng chưa? Anh ơi, anh cho em hỏi là anh Phúc với công ty yêu rồi ạ? Câu này cao lắm rồi, nên là em chuẩn bị tinh thần đi, câu này khó đấy. À thế ạ, vâng ạ. Vâng, hai bạn sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, vâng. Bắt đầu. Hà ơi, VAC là viết tắt của hệ thống sản xuất gì ở nước ta? VAC là viết tắt của hệ thống sản xuất gì ở nước ta? Van Anti-Cheat, hệ thống tự động và được thiết kế để nhận diện phần mềm gian lận trên máy tính của người dùng. Có phải là sinh hóa tổng hợp, công nghiệp tổng hợp, điện máy tổng hợp và nông nghiệp tổng hợp? Điện máy đúng không? Điện máy á, VAC để em... Hệ thống sinh thái anh ạ. Vâng, căng thẳng quá. Giờ làm nào đây? Có lẽ là em chắc là lại phải dùng thêm trợ giúp rồi ạ. Vâng. Em xin hỏi các nhà thông thái ạ. Hỏi các nhà thông thái, vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Vâng, xin chào anh Dũng, xin chào trường quay. Vâng, người chơi của chúng tôi đang gặp một câu hỏi khó khăn và quyết định nhờ hai nhà thông thái trợ giúp. Hai nhà thông thái sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Xin chào chị trợ giúp ạ. VAC là viết tắt của hệ thống sản xuất gì ở nước ta? Sinh hóa tổng hợp, công nghiệp tổng hợp, điện máy tổng hợp và nông nghiệp tổng hợp ạ. Chúng ta chờ đến giây thứ bao nhiêu thì đưa ra câu tư vấn của chúng ta nhỉ Hoàng? Câu này nó cũng là một cái nó khá là quen thuộc. Thực ra em là một người xuất thân từ nông thôn nên em nghe mấy cái câu này ở nông thôn mới khá là nhiều. D nhỉ, phương án nông nghiệp tổng hợp. Vâng, nó là vườn ao chuồng, nếu như không nhầm thì là vườn ao chuồng. Vâng, các nhà thông thái tư vấn cho bạn là D. Vậy thì em sẽ lựa chọn phương án D là phương án cuối cùng của mình ạ. D. Vâng. Bạn mất đến 2 quyền trợ giúp và tôi thấy mặt bạn vẫn rất là chưa chắc chắn lắm. Và phương án D là phương án chính xác, xin chúc mừng bạn. Thực ra VAC rất đơn giản thôi, là viết tắt của vườn ao chuồng. Vâng, là mô hình của nông nghiệp và tôi là một người học nông nghiệp nữa nên là mô hình này đối với chúng tôi thì rất quen thuộc. Anh Như Hoàng là ở nông thôn thì bạn đã biết rõ mô hình này.